C0 cách sửa lỗi máy dòng Toshiba 656 báo lỗi Canfor Sure rồi C260. Các bạn mở cái này nhé, mở ra hộp này ra, cái này là cái hộp nhân gương ra. C260 nhé, các bạn tắt máy nhé, tắt máy. Đây, các bạn thấy cái main board này nhé, main board scan đây. Thường thường bảo C260 thì nó sẽ bị board scan này, các bạn thấy cái board này mình vừa mới thấy vừa. Nếu như các bạn thấy cái main board này có vẫn còn báo lỗi, các bạn thấy cái bộ CCD này đây cái cùng này nó sẽ chắc chắn sẽ được cho nó máy mình cái chắc là nó bị lỗi bỏ scan này rồi. Giờ mình thấy bỏ scan này bật máy lên nhé, rồi lắp gương vào nhé, lắp gương này nó báo lỗi C260 nhé. Giờ mình bật máy lên, đây dòng 656 con này trong 857 thì nó chỉ có một bo thế này thôi. Thì các bạn nếu như mà trong 857 mà nó bảo lỗi thì các bạn cũng thấy cái bo trên đó thôi. Chờ nhé, bắt máy lên chờ. Rồi ok, bây giờ không bảo nữa nữa. Rồi giờ mình cần bấm chạy nhé, nó khỏe đã ok rồi đấy. Rồi ok nhé, các bạn nhớ đăng ký kênh mình nhé, và chứ lần sau mình còn đăng video khác. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.